sáng 5 tháng 11, trước khi bước vào phiên thảo luận, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo ban đầu với Quốc hội về tình hình xử lý vụ việc 39 người chết trong container tại Anh. Ông Phúc dẫn lại báo cáo của chính phủ về vụ việc cho biết, ngày 23 tháng 10, phía cảnh sát Anh thông tin có 39 người được tìm thấy và đã chết trong một xe tải đông lạnh. Ngày 24 tháng 10, cảnh sát Anh thông báo có thể các nạn nhân là người Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 10, nhà chức trách Anh nói rằng không chắc chắn và có thể có người quốc tịch khác. Ngay sau khi có tin có người Việt Nam, ngày 26 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo khẳng định sẵn sàng bảo hộ công dân nếu có nạn nhân là người Việt. Ngày 29 tháng 10, phía Anh đã chuyển cho phía Việt Nam hồ sơ vân tay toàn bộ 39 nạn nhân để đối chiếu chéo nhằm xác định danh tính, quốc tịch nạn nhân. Ngày 2 đến 3 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã sang làm việc với các cơ quan chức năng của Anh để phối hợp, xử lý công việc liên quan. Hiện nay có nhiều nguồn tin về số lượng người Việt Nam khá co trong số 39 nạn nhân nhưng theo thông tin tối 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã điện, trao đổi trực tiếp thì phía cảnh sát hạt cảnh sát ESS Anh đã rất tích cực trong việc phối hợp song thủ tục rất phức tạp. Bởi sau khi đối chiếu danh tính, lập hồ sơ phải báo cáo lên tòa án của Anh và thẩm phán phê duyệt mới được công bố danh tính, do đó, phải chờ vài ngày tới mới có kết quả công bố chính thức. Sáng nay, chúng tôi đang chờ công điện của bên Anh gửi về nhưng chưa được do giữa Di Nam và Anh chênh lệch múi giờ, ông Phúc nói. Tổng thư ký Quốc hội nêu rõ, ngay sau khi có thông tin nạn nhân có thể là người Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sớm xác định danh tính các nạn nhân theo đề xuất của phía Anh. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, phát hiện các vụ việc, đường dây đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định và thành lập tổ công tác liên ngành sang Anh để phối hợp xử lý vụ việc cũng như thông báo, tư vấn cho các gia đình để giải quyết hậu sự cho các nạn nhân. Chính phủ cũng giao cho Bộ Thông tin tuyên truyền về đường dây xuất cảnh trái phép, vi phạm pháp luật Việt Nam và nước ngoài. Cùng với đó, phản bác các luận điệu sai trái vụ việc của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động, chống phá. Ngày 3 tháng 11, lãnh đạo chính phủ đã họp với các bộ, ngành, địa phương bàn bạc, thống nhất kế hoạch tiếp nhận, bàn giao từ phía Anh để đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam trên tinh thần đề cao trách nhiệm, bảo hộ công dân, bảo vệ an ninh chính trị, xã hội, uy tín, hình ảnh của Việt Nam. Ông Phúc nói thêm. Ngay sau báo cáo ban đầu của ông Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, vụ 39 người chết tại Anh đã gây sự xúc động mạnh trên toàn thế giới. Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Quốc hội đề nghị chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phối hợp với các nước liên quan xác minh làm rõ có biện pháp bảo hộ công dân. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này. Ông Lưu nhấn mạnh.